Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình đang ở sâu trong rừng tre này mọi người này. Thì trời mưa quá cho nên là mình phải làm một ngôi nhà để đỡ phải mưa nhé mọi người nhé. Thì mấy hôm nay trời cứ mưa suốt đấy. Thì hôm nay mình lên rừng sinh tồn thì mới sẽ đi tìm thức ăn là hoặc là làm bẫy chuột hay là những con thú rừng khác nha mọi người nhé. Thì hôm nay hôm đầu tiên lên cho nên là chắc là không chưa kịp bẫy được mấy con đấy, thì các khả năng mình làm một lúc sau mình phải đi tìm măng rừng hoặc là củ mai ăn tạm thôi mọi người ạ. Thì chưa làm được bẫy thì một lúc sau mình sẽ quay chi tiết làm bẫy cho mọi người xem nha. Thì làm bẫy bằng tre đơn giản thôi mọi người ạ. Làm bẫy xong mình sẽ đi bẫy và tìm cái gì đó ăn tạm cho mọi người nha. Thì ngôi nhà mình đã làm xong rồi này, thì mưa thì cũng không sợ nữa mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi làm bẫy thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm bẫy nha mọi người nha. Thì mình làm một cái bẫy nhỏ nhỏ thôi, không cần phải to quá. Mình làm bằng nguyên liệu bằng tre hết ra mọi người nha. Tre xong rồi. Đây. Đấy, như vậy như thế này là mình đã làm một rồi, để một cái trụ của nó nhá. Thì bây giờ mình sẽ phải đây làm một cái rãnh xuống đây để mình kẹp cái cây xuống nhá mọi người nhá. Thì trên này làm đục thêm mấy cái lỗ nữa. Đây. Làm rất là đơn giản thôi mọi người. Mọi người, sau một lúc thì mình đã làm được hai cái bẫy chuột với cả thú rừng nha mọi người nhé. Thì mình làm bằng tre đơn giản thôi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu những phụ kiện cho này. Đầu tiên là mình sẽ làm một cái trục chính này nha mọi người nhé. Và mình đục đây lỗ này ở trên này, và bên này mình cố định một cái cây qua. Xong ở bên dưới này mình đục một cái rãnh rồi này để mình đây để mình cố định cái này nhá, để mình sẽ đóng xuống cho mọi người xem.
cái ránh này rất quan trọng nha mọi người nhá. Tại vì mình, nếu mà mình làm cái này chắc ấy thì khi nó bị sập xuống thì nó sẽ bị không bật cái cây này ra nhá mọi người nhá. Đây. À, đây là cái phụ kiện tiếp theo này. Một lúc sau mình giới thiệu những cái này xong mình sẽ buộc vào cho mọi người xem nhé mọi người nhá. Đây. Một cái mình chỉ đặt này. Và cái cây này mình đục và ba cái ránh này. Đấy, bên dưới hai cái, bên trên một cái. Cái này là để cố định cái một lúc sau mình sẽ nói cái thanh cây dài này mọi người nhá. Đấy, bây giờ đấy, buộc vào này. Đấy, mọi người mừng tượng ra chưa? Và cái phụ kiện cuối cùng nhá, đây này. Cái cây dài này, mọi người làm dài tầm 1 mét và 1 mét hơn mọi người ạ. Thì đây, mình sẽ đè xuống đây. Đấy, đè xuống cái ránh này. Đấy, một lúc sau mình sẽ lấy dây về buộc vào để mọi người hiểu hơn nha mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm lắp ghép nó lại nha mọi người nhá. Thì mình đã chuẩn bị dây sẵn ở nhà. Một cái dây thật là chắc nha mọi người nhá. Đây. Bây giờ mình sẽ lắp vào nhé. Và lắp xong mình sẽ chuẩn bị đi bẫy được ạ. Thì đầu tiên mọi người lắp cái này vào nhé mọi người nhá. Đây. Lắp vào sao cho nó chắc mọi người ạ. Chắc là được. Để khi nó bật xuống thì nó không bị bung ra mọi người ạ. Dùng dây buộc nhé, buộc đầu này lại. Buộc thật là chắc nha mọi người nha. Xong mọi người quấn vào đây. Đây. Quấn tiếp sang đây. Xong mọi người xong mình luồn qua cái đế nhá mọi người nhá. Đấy, rất là đơn giản đây. Rồi mình dùng cái thanh này, cái thanh kiểu như là cung này. Rồi mình xong bổ vào nhá. Đấy, tao xuống đây. Dùng dây buộc đầu để chia lại. Đây mọi người thấy không? Mình đã tạo được một cái lực đẩy khá là mạnh nha mọi người nhá. Bây giờ mình cuối cùng là mình dùng cái này này. Cái này mình đã chuẩn bị buộc vào nhé. Buộc vào trước rồi mọi người ạ. Thì mình buộc vào đây nhá mọi người nhá. Thì hôm nay trời rất là âm u, xong trời rất là tối cho nên là điện thoại của mình quay không được nét lắm cho mọi người ạ. Đây là một cái kiểu như là một cái đũa, xong mình kiểu như là một cái lưới gà nhé mọi người nhé. Sẽ kéo qua đây.
chưa mọi người, mình lại kéo lên trên. Giờ mình dùng cái lưới da qua đây nhé mọi người. Để mình làm riêng một cái này thôi. Đấy, như thế này là đã hoàn thiện đấy mọi người nhá. Đây. Rất là đơn giản thôi. Đây mọi người. Bây giờ mình sẽ dùng que để test thử nha mọi người nha. Mọi người làm cái này cẩn thận đấy, tại vì rất dễ là kẹp tay. Đây. Thường thường mình sẽ để cái này phải không? Thì đây đây. Mình quay cho mọi người. Thì nếu mà con chuột nó hay là con rúi hay là con sóc gì đấy nó chui qua đấy nha mọi người nhá, thì nó động vào cái thanh này này mọi người ạ. Thì đây, mình sẽ thử test thử nha. Mình que giả dài đấy. Đấy. Đấy mọi người không, rất là mạnh nha mọi người nhá. Đấy, rất là mạnh luôn, là đơn giản đây thôi. Thì bây giờ mình sẽ buộc nốt một cái nữa, là mình làm hai cái rồi ạ. Thì mình sẽ mang đi bẫy nha mọi người nha. Đây mọi người. Thì mình một lúc xong mình đã làm được hai cái mọi người nha. Để làm đơn giản thôi. Đấy, một cái to hơn, một cái bé hơn. Thì bây giờ mình sẽ mang đi bẫy nha. Thì mình tìm những cái gốc cây nào to to ấy. Còn mình đặt bẫy đây nha mọi người nha. Mình quyết định là đặt bẫy đây nha mọi người nha. Là xong một cái mọi người nha. Để mình vừa đặt thêm cái thứ hai nha mọi người nha. Đây. Mong rằng sáng mai mình sẽ có một bữa chuột ngon nha mọi người nha. Chuột hay là con gì cũng được. Sóc hay là chồn. Đây mọi người. Có một củ măng nó nhú lên mặt đất này. Cái măng ở mọc giữa đất lên càng ngọt nha mọi người nhá. Những cây mà nó mọc lên hẳn mặt đất thì nó không ngọt mấy. Đây, một củ nhỏ xíu.
Mình vừa đi hái măng về, trời thì đang sắp tối rồi cho nên là rất là âm u đây này. Bây giờ là 4 giờ. Đây mình đang chuẩn bị ống để nấu cơm với cả luộc măng mọi người. Mình phải tìm một thêm một cái ống nữa để nấu cơm. Thì mấy hôm nay trời cứ mưa suốt đấy. Thì cái bếp của mình này, sáng nay mình có nhóm lên để đuổi muối nhưng mà nó không thực sự cháy. Thì bây giờ mình phải làm cách nào để đốt thêm nữa. Đây, mình đã chuẩn bị một đống cây tre khô để vào sẵn ở trong nhà này. Thì bây giờ mình phải nhóm lửa đây. Như vậy là cơm đã chín rồi mọi người. Trời thì bây giờ tối thui. Mình quay bằng điện thoại nên không được rõ cho lắm mọi người ạ. Thì mọi người thông cảm nha mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ lấy măng ra trước này. Cơm thì đã chín rồi mọi người. Mình đã chuẩn bị ăn thôi mọi người ạ. Một lúc sau thì trời tối thì mình sẽ không quay được nữa. Rất là nóng nha mọi người nha. Làm cái ống dài quá mọi người ạ. Đổ ra đây. Cơm ra nha mọi người nhé. Có gì múc. Thì mình chuẩn bị ăn cơm nha mọi người nhé. Thì đây là bữa cơm đầu tiên vào trong rừng. Để chấm muối ớt đây. Mời tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay vừa mới vào, con là chưa có thịt gì ăn cho mọi người nhá, chưa bẫy được thú gì cả. Để mong rằng ngày mai sẽ là có thịt ăn cho mọi người nhá, chứ không ăn măng suốt này là chết đấy mọi người ạ.
Đây mọi người, trong rừng chỉ ăn bằng ống tre thế nào. Cầm tay ăn cho nhanh mọi người. Rồi ra ngoài hết. Rồi ra ngoài mất. Vậy là mình đã giải quyết xong bữa cơm của ngày hôm nay nha mọi người nhé. Thì ăn đơn giản thôi, tại vì hôm nay không có gì ăn cả nên phải ăn măng luộc với cả cơm thôi. Nói chung là no bụng là được. Thì mọi người xem video của mình thì
hãy nhớ ủng hộ cho mình nha. Và nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình sinh tồn trên rừng nhá. Thì bây giờ trời sắp tối rồi, thì mình chuẩn bị dừng video xong là tìm cách là hôm nay sẽ ngủ trong rừng như nào mọi người ạ. Thì trời tối quá, điện thoại mình lại không quay được mọi người. Thì bây giờ quay nó cũng hơi mờ mờ rồi mọi người ạ. Thì bây giờ mình dừng video thôi. Thì mình cất những thứ này đi để mang tiếp mọi người.